giới thiệu với các bạn sản phẩm miếng dán Moholex Rip của Nhật Bản. Các bạn có thể nhìn qua hộp bên ngoài. Bên cạnh hộp có ghi trang web cũng như là số điện thoại của nhà sản xuất. Các bạn có thể check theo trang web. Có mã vạch 498, mã vạch chuẩn của Nhật ấy. Bây giờ mình sẽ bóc hộp ra cho các bạn xem nhé. Một hộp gồm có 40 miếng, chia thành 4 túi, các bạn có thể nhìn. Cách sử dụng miếng dán rất là đơn giản. Các bạn có thể nhìn theo trên trang web có ghi các bước. Mình sẽ nói cho các bạn có thể nhìn trên hộp có ghi các bước. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Sản phẩm có kích thước rất là mỏng, chỉ có 1mm thôi. Nên khi mà chúng ta dán vào áo thì các bạn sẽ cảm giác rất là thoải mái, không bị cộm cũng như gây khó chịu. Đây là một sản phẩm cực kỳ tiện dụng khi mà các bạn có thể đi dự tiệc, đi liên hoan hay là đi du lịch. Sản phẩm thấm hút mồ hôi rất là tốt, có thể sử dụng lên với tới 12 tiếng. Các bạn có thể là sử dụng 1 miếng trong 1 ngày, có thể sử dụng đến 12 tiếng. Đây là một sản phẩm mà Shop Nhật Việt đã bán rất là chạy trong thời gian qua, cả mùa đông lẫn mùa hè. Mọi thông tin chưa rõ về sản phẩm cũng như là cần Shop tư vấn thêm, các bạn có thể vui lòng truy cập vào trang web shopnhatviet.com hoặc gọi điện theo số 0983 131 528. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn sản phẩm miếng dán Moholex Rip của Nhật Bản. Các bạn có thể nhìn qua hộp bên ngoài. Bên cạnh hộp có ghi trang web cũng như là số điện thoại của nhà sản xuất. Các bạn có thể check theo trang web. Có mã vạch 498, mã vạch chuẩn của Nhật ấy. Bây giờ mình sẽ bóc hộp ra cho các bạn xem nhé. Một hộp gồm có 40 miếng, chia thành 4 túi, các bạn có thể nhìn. Cách sử dụng miếng dán rất là đơn giản. Các bạn có thể nhìn theo trên trang web có ghi các bước. Mình sẽ nói cho các bạn có thể nhìn trên hộp có ghi các bước. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Sản phẩm có kích thước rất là mỏng, chỉ có 1mm thôi. Nên khi mà chúng ta dán vào áo thì các bạn sẽ cảm giác rất là thoải mái, không bị cộm cũng như gây khó chịu. Đây là một sản phẩm cực kỳ tiện dụng khi mà các bạn có thể đi dự tiệc, đi liên hoan hay là đi du lịch. Sản phẩm thấm hút mồ hôi rất là tốt, có thể sử dụng lên với tới 12 tiếng. Các bạn có thể là sử dụng 1 miếng trong 1 ngày, có thể sử dụng đến 12 tiếng. Đây là một sản phẩm mà Shop Nhật Việt đã bán rất là chạy trong thời gian qua, cả mùa đông lẫn mùa hè. Mọi thông tin chưa rõ về sản phẩm cũng như là cần Shop tư vấn thêm, các bạn có thể vui lòng truy cập vào trang web shopnhatviet.com hoặc gọi điện theo số 0983 131 528. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn sản phẩm miếng dán Moholex Rip của Nhật Bản. Các bạn có thể nhìn qua hộp bên ngoài. Bên cạnh hộp có ghi trang web cũng như là số điện thoại của nhà sản xuất. Các bạn có thể check theo trang web. Có mã vạch 498, mã vạch chuẩn của Nhật ấy. Bây giờ mình sẽ bóc hộp ra cho các bạn xem nhé. Một hộp gồm có 40 miếng, chia thành 4 túi, các bạn có thể nhìn.
sử dụng miếng dán rất là đơn giản. Các bạn có thể nhìn theo trên trang web có ghi các bước. Mình sẽ nói cho các bạn có thể nhìn ở trên hộp có ghi các bước. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Sản phẩm có kích thước rất là mỏng, chỉ có 1mm thôi. Nên khi mà chúng ta dán vào áo thì các bạn sẽ cảm giác rất là thoải mái, không bị cộm cũng như gây khó chịu. Đây là một sản phẩm cực kỳ tiện dụng khi mà các bạn có thể là đi dự tiệc, đi liên hoan hay là đi du lịch. Sản phẩm thấm hút mồ hôi rất là tốt, có thể sử dụng lên tới 12 tiếng. Các bạn có thể là sử dụng một miếng trong một ngày, có thể sử dụng đến 12 tiếng. Đây là một sản phẩm mà Shop Nhật Việt đã bán rất là chạy trong thời gian qua, cả mùa đông lẫn mùa hè. Mọi thông tin chưa rõ về sản phẩm cũng như là cần shop tư vấn thêm, các bạn có thể vui lòng truy cập vào trang web shopnhatviet.com hoặc gọi điện theo số 0983 131 528. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn sản phẩm miếng dán mồ hôi Lex Rip của Nhật Bản. Các bạn có thể nhìn qua hộp bên ngoài. Bên cạnh hộp có ghi trang web cũng như là số điện thoại của nhà sản xuất. Các bạn có thể check theo trang web có mã vạch 498, mã vạch chuẩn của Nhật ấy. Bây giờ mình sẽ bóc hộp ra cho các bạn xem nhé. Một hộp gồm có 40 miếng, chia thành 4 túi, các bạn có thể nhìn. Cách sử dụng miếng dán rất là đơn giản, các bạn có thể nhìn theo trên trang web có ghi các bước. Mình sẽ nói cho các bạn có thể nhìn ở trên hộp có ghi các bước. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Sản phẩm có kích thước rất là mỏng, chỉ có 1mm thôi. Nên khi mà chúng ta dán vào áo thì các bạn sẽ cảm giác rất là thoải mái, không bị cộm cũng như gây khó chịu. Đây là một sản phẩm cực kỳ tiện dụng khi mà các bạn có thể là đi dự tiệc, đi liên hoan hay là đi du lịch. Sản phẩm thấm hút mồ hôi rất là tốt, có thể sử dụng lên tới 12 tiếng. Các bạn có thể là sử dụng một miếng trong một ngày, có thể sử dụng đến 12 tiếng. Đây là một sản phẩm mà Shop Nhật Việt đã bán rất là chạy trong thời gian qua, cả mùa đông lẫn mùa hè. Mọi thông tin chưa rõ về sản phẩm cũng như là cần shop tư vấn thêm, các bạn có thể vui lòng truy cập vào trang web shopnhatviet.com hoặc gọi điện theo số 0983 131 528. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn sản phẩm miếng dán mồ hôi Lex Rip của Nhật Bản. Các bạn có thể nhìn qua hộp bên ngoài. Bên cạnh hộp có ghi trang web cũng như là số điện thoại của nhà sản xuất. Các bạn có thể check theo trang web có mã vạch 498, mã vạch chuẩn của Nhật ấy. Bây giờ mình sẽ bóc hộp ra cho các bạn xem nhé. Cùng có 40 miếng, chia thành 4 túi, các bạn có thể nhìn. Cách sử dụng miếng dán rất là đơn giản, các bạn có thể nhìn theo trên trang web có ghi các bước. Mình sẽ nói cho các bạn có thể nhìn trên hộp có ghi các bước. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Sản phẩm có kích thước rất là mỏng, chỉ có 1mm thôi. Nên khi mà chúng ta dán vào áo thì các bạn sẽ cảm giác rất là thoải mái, không bị cộm cũng như gây khó chịu. Đây là một sản phẩm cực kỳ tiện dụng khi mà các bạn có thể đi dự tiệc, đi liên hoan hay là đi du lịch. Sản phẩm thấm hút mồ hôi rất là tốt, có thể sử dụng lên tới 12 tiếng. Các bạn có thể là sử dụng một miếng trong một ngày, có thể sử dụng đến 12 tiếng.
đây là một sản phẩm mà Sốt Nhiệt Việt đã bán rất là chạy trong thời gian qua, cả mùa đông lẫn mùa hè. Mọi thông tin chưa rõ về sản phẩm cũng như là cần Sốt tư vấn thêm, các bạn có thể vui lòng truy cập vào trang web sotnhietviet.com hoặc gọi điện theo số 0983 131 528.